quà muốn quý mật muốn tặng cho chồng, chồng biết đây đó là gì không? Và thật ra thì món quà này nó lấy ra là hôm sinh nhật của chồng và đã tặng, nhưng mà tại vì xe chưa về tới Việt Nam và đến tận hôm nay thì xe mới về tới Việt Nam, trên hôm tới hôm nay thì dọn mới có thể tạo bất ngờ cho chồng. Và bây giờ chúng ta bước vào bên trong xem là gì nha. Hay nặng. Ủa về đây là nãy gì? Phim sao nó mai về mà? Quá. Hả? Hôm nay vợ có công việc đột xuất cho nên về. Về vô đi. Thôi xuống đây nè. Vợ có xuống gì? Có một cái này muốn dành cho chồng. Ừ. Vợ có cái này muốn dành cho chồng. Về được rồi, dành cái gì nữa? Thôi vô vô đi. Ôi dạ. Về được rồi. Đi xuống đây nè. Ủa làm gì biết mình sẽ tắt tivi á? Dạ. Đúng làm gì trời. Ồ, chồng mình sexy quá đi. Người ta đang ngủ nha. Tự nhiên về bất ngờ cái gì. Cái gì? Thôi, bắt thử gì.